Tiểu sử nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, trai Hà Nội xưa giữ gìn nếp nhà, hạnh phúc bao trọn hai chữ bình yên. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, sinh năm 1961 ở Hà Nội. Ông nổi tiếng là người đàn ông mực thước, điềm tĩnh và giữ gìn được nếp nhà hạnh phúc, bình yên. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ là nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt Nam, nổi tiếng với những vai diễn điềm đạm, chất phác trên màn ảnh. Ông cũng tự nhận đó chính là những tính cách ngoài đời thực của mình, luôn muốn cuộc sống hòa nhã, vui vẻ và nhẹ nhàng. Nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, khán giả yêu phim qua màn ảnh nhỏ lại nhớ đến những tác phẩm nổi tiếng như Bản di chúc bí ẩn, Gia phả của đất, Trái tim của nắng, Câu hỏi số 5 hương đất, Cuồng phong. Nhưng nổi tiếng và gần gũi với khán giả nhất phải nói đến bộ phim Nếp nhà, đóng cặp vợ chồng già với nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Hương Bông chính là vợ ngoài đời của ông. Bộ phim đã mang khán giả đến những cung bậc cảm xúc, đồng thời tái hiện hoàn hảo xã hội thông qua một gia đình nhiều tầng lớp. Hiện nay, nghệ sĩ Đỗ Kỷ và Lan Hương là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng hạnh phúc của điện ảnh Việt. Sau nhiều năm chung sống, họ vẫn luôn dành cho nhau những hành động ngọt ngào nhất. Nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ là người ta thường nghĩ đến người vợ tần tảo là nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, Bông. Kể về chuyện tình ngọt ngào của mình trên talk show của VTV, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ cho biết hai người học cùng khóa tại nhà hát kịch Việt Nam rồi từ tình bạn nảy nở thành tình yêu lúc nào không hay. Ấn tượng đầu tiên của anh về bà xã là người rất tốt với mọi người, hy sinh bản thân cho công việc, gia đình, bạn bè. Khi MC đặt câu hỏi, khi ấy chị Lan Hương trông như thế nào, nghệ sĩ Đỗ Kỷ dí dỏm nói ngoại hình ngày ấy và bây giờ giống nhau. Mối tình của họ bền bỉ qua thời gian và bao trọn bằng hai chữ bình yên là bởi người trong cuộc biết hy sinh cho nhau. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ ở trên màn ảnh nhỏ có phần lép vế hơn so với vợ là bởi ông làm công tác quản lý ở nhà hát. Nói về chuyện chồng làm sếp ở cơ quan, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cũng từng giãi bày, chị cảm thấy hơi gò bó vì luôn phải gương mẫu trong mọi việc, chấp hành kỷ luật tốt hơn mọi người. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương tâm sự, tôi không được phép làm điều gì khiến mọi người nghĩ xấu về anh, cũng không muốn mọi người nghĩ chồng làm lãnh đạo nên mình tinh tướng, bởi vì tôi hoàn thành tốt thì công việc của anh cũng tốt. Cũng giống như vợ, ban đầu nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ không ham mê ngành sân khấu. Ông sinh ra trong gia đình đông anh em ở Hà Nội, nếp nhà gia giáo nên từ nhỏ nam nghệ sĩ chỉ ước thành kỹ sư. Tuy nhiên số phận run rủi, ông trúng tuyển lớp kịch nói của nhà hát kịch Việt Nam. Bất ngờ, ông gặp lại cô bạn thời cấp 3 Kim Liên của mình và bắt đầu từ đó họ nên đôi rồi trở thành Lan Hương Đỗ Kỷ. Cuộc sống thời bao cấp, đồng lương nghệ sĩ eo hẹp, cặp đôi Lan Hương Đỗ Kỷ cùng trải qua những năm tháng khó khăn. Họ cần mẫn, quần quật với cắt vải, thêu thùa, may vá, buôn hàng gia công, sửa máy móc, chở hàng thuê, bốc phát ngoài bến tàu, bến xe, chẳng nề hà việc gì. Cứ công việc gì kiếm ra tiền, vừa sức là nhận làm. Đó cũng là thực trạng chung của nghệ sĩ thời đó. Chẳng ai thấy xấu hổ khi lăn lộn kiếm sống bằng chính đôi bàn tay của mình. Đêm đêm, trên sàn diễn, họ nỗ lực cho từng vai diễn, thì ban ngày không ai nhận ra cô diễn viên Lan Hương phải chạy chợ, chàng Đỗ Kỷ làm nghề bốc phác. Vì là người kiệm lời, trầm tính nên trên phương tiện truyền thông, tên tuổi của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ lép vế hơn nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Tuy nhiên trong gia đình, dù hai vợ chồng bằng tuổi nhau nhưng tôn ti trật tự trong nhà và mọi quyết định quan trọng đều thuộc về nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ. Nhiều người tưởng nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ sẽ ra trưởng chăm chăm chuyện đàn ông không nội trợ. Nhưng thực tế ông lại là người nấu ăn ngon. Trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ, bất ngờ nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ bị lộ sở trường của ông. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ dí dòm chia sẻ, bà xã nấu ăn cũng được nhưng vẫn không lại được với anh. Bởi anh là con út trong gia đình có 5 anh em trai nên đã quen với công việc bếp núc từ nhỏ. Hiện tại nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ vẫn công tác ở nhà hát kịch Việt Nam. Ngoài công việc, thời gian ông dành cho gia đình. Nói về nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương tâm sự, từ khi lấy nhau đến giờ, anh ấy vừa là người chồng, vừa là người bạn, lại vừa là người yêu.
người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi có niềm tin ở người bạn đời, chứ yêu mà không tin, sống chung mà nghi ngờ thì khác gì địa ngục trần gian. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ chia sẻ làm sao để cuộc hôn nhân được bền lâu. Để có một mối tình đơn giản nhưng đẹp như mơ, nắm tay nhau suốt chặng đường dài, vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ và nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã trải qua nhiều hy sinh và thấu hiểu. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ chia sẻ, chúng tôi sống với nhau được đến giờ phút này, ngày mai, ngày kia thì chưa biết thế nào, không nói trước được điều gì, nhưng cứ qua được ngày nào thì hay ngày ấy. Miễn là để cho nhau cảm thấy thoải mái, thế là đủ, chứ không có kinh nghiệm nào trong cuộc sống gia đình. Theo nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ, để cho hai người cảm thấy thoải mái, không ai được cố tạo cho mình vị thế cao hơn người bạn đời của mình. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ kể, ông có cảm giác bạn trẻ bây giờ, trong đó có những người thân của ông, các con, các cháu của ông, trong mối quan hệ vợ chồng, ai cũng muốn tỏ ra trước mặt mọi người mình oai hơn chồng và ngược lại. Từ những điều nhỏ nhặt sẽ tạo ra sự xa cách. Hai dòng máu nóng ở gần nhau cũng giống như hai cục nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau ra. Ngoài ra, ông cũng chia sẻ, chịu đựng không phải theo kiểu khổ sở đâu. Vợ chồng mà không chịu đựng nhau thì không thể sống cùng với nhau được. Vì mỗi người một cá tính, mỗi người có một góc khuất. Trong hai vợ chồng tôi cũng vậy, Hương không ăn hành, tôi lại thích ăn hành. Chuyện này Hương nhường tôi, cho hành vào món ăn, nhưng Hương ăn thì vớt hành ra. Hay nhà Hương không ai thích ăn mắm tôm, tôi dù thích cũng phải bỏ. Chịu đựng từ những cái nhỏ nhặt nhất, phải chịu đựng nhau thì mới ở với nhau được. Bằng lòng với công việc nhưng không ngừng phấn đấu. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương được biết đến tới các vai diễn trong hàng loạt phim điện ảnh truyền hình như Mùa Ổi, Bến Đỏ Lăng, Về Nhà Đi Con, Vệt Nắng Cuối Trời, Nếp Nhà, Bí Thư Tỉnh Ủy. Chị cũng tham gia nhiều vở kịch với tư cách diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam. Trong khi nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ từng là phó giám đốc Nhà hát kịch, hiện là phó phòng nghệ thuật Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Anh cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình. Ngoài ra, cả hai cũng là những diễn viên lồng tiếng lâu năm, đã tham gia lồng tiếng trong hàng trăm nhân vật trong suốt 30 năm qua. Diễn viên Đỗ Kỳ từng chia sẻ, diễn viên biểu diễn trên sân khấu có thể diễn lại vào lần khác khiến cho người xem thấy hay hơn. Nhưng khi tham gia phim truyện hay lồng tiếng, cá nhân tôi hầu như không cảm thấy thỏa mãn bởi không phải lúc nào mình làm cũng hay. Khi xem lại tổng thể, luôn nghĩ giá như chỗ này hay chỗ kia mà làm khác đi thì có khi lại hiệu quả hơn. Tiểu sử nghệ sĩ ưu tú Tất Bình, một diễn viên, đạo diễn tài hoa và cuộc hôn nhân đẹp với nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, Em Bé Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Tất Bình, tên đầy đủ là Đặng Tất Bình, là diễn viên, đạo diễn nổi tiếng. Ông đã dàn dựng rất nhiều tác phẩm ăn khách và có chất lượng. Có thể kể đến các bộ phim danh tiếng như Người đi tìm Dĩ Vãng, Trăng trên đất khách, Huyền sử Thiên Đô. Đạo diễn Đặng Tất Bình nguyên là giám đốc hãng phim truyện 1 Việt Nam. Ông đã là đạo diễn, nhà tổ chức sản xuất hàng nghìn tập phim. Với những bộ phim kinh phí lớn, đại cảnh, độ phức tạp rất cao, chỉ có thể yên tâm cho sự thành công khi mời được ông là nhà tổ chức sản xuất. Cuộc đời sân khấu của nghệ sĩ Tất Bình không ít chuyên truyền vì hoàn cảnh gia đình. Anh thay đổi chỗ làm liên tục sau khi tốt nghiệp khoa kịch nói khóa 2 năm 1968 đến 1971. Nào là đoàn kịch Quảng Ninh 2 năm, rồi tới đoàn kịch Công an Hà Nội 7 năm, và sau nữa là nhà hát Tuổi Trẻ 10 năm. Ấy là chưa kể, anh đã từng nhập vào đoàn kịch Yên Bái trước đó. Ở sân khấu nào, Tất Bình cũng thể hiện là ngôi sao hàng đầu và luôn được phân vai chính. Với vóc dáng cân đối cao ráo và gương mặt điển trai, Tất Bình còn có một giọng nói thiên phú trầm ấm, vang rền. Mỗi lần xuất hiện, anh đều có sức hút khán giả ở vai diễn giàu cảm xúc. Nghệ thuật kịch nói, ngoài diễn xuất hành động cùng gương mặt, còn kèm theo những đối thoại thể hiện tâm lý nhân vật với một phong cách nghệ thuật độc đáo. Có những nghệ sĩ như Đào Mộng Long hay Trần Tiến, Trần Vân
Hoàng Cúc từng độc thoại hàng chục phút mà vẫn hấp dẫn khán giả. Nghệ sĩ Tất Bình cũng có biệt tài đó. Chính vì thế mà anh luôn được mời đi lồng tiếng cho các vai chính ở các phim nhựa trong làng điện ảnh Việt Nam. Có thể nói đây là cơ hội trời cho Tất Bình làm quen với diễn xuất của điện ảnh. Để lồng tiếng cho nhân vật, nghệ sĩ phải diễn xuất chân thực qua giọng nói của mình. Đôi khi, nghệ sĩ phải tua phim nhiều lần để căn trúng với khẩu hình và âm thanh phát ra. Đây cũng là khâu luyện nghề khá công phu cho nghệ sĩ lồng tiếng. Có lần, nghệ sĩ Tất Bình tâm sự: "Tôi nấp sau lưng nhiều tài tử của điện ảnh Việt Nam như Hà Văn Trọng, Bùi Bái Bình, Vũ Đình Thân, Đặng Lưu, Việt Bảo." Cứ thế, anh âm thầm diễn xuất tâm trạng nhân vật qua hơn chục năm, từ cuối thập niên 70 đến đầu thập niên 90. Có tới 70 vai chính và phụ rất sinh động và sâu sắc qua giọng nói của anh. Thậm chí, Tất Bình còn được mời đi lồng tiếng ở nước ngoài, phim Tọa Độ Chết. Anh kể, cứ thế ăn dầm ở dề, sống đến mê man trong phòng thu hàng tháng trời. Anh âm thầm đứng bên những hào quang mỗi lần được tung hô ngoài ánh sáng. Nhưng với Tất Bình, mỗi lần lồng tiếng là một niềm vui mà anh nhận được. Anh hóa thân vào từng cuộc đời khác nhau để cất lên lời ca của nó. Bài hát của Trịnh Công Sơn mà Tất Bình rất tâm đắc: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" luôn vang lên trong anh. Và niềm vui lớn đã đến khi Tất Bình được đạo diễn Trần Phương mời đóng vai chính trong phim Hy Vọng Cuối Cùng năm 1981. Đây có thể nói là một trong những phim đầu tiên chống tham nhũng. Tất Bình được phân vai Phương, cán bộ thanh tra chống tội phạm. Phương đã vượt qua những cám dỗ vật chất, luôn giữ phẩm chất của mình, một gương sáng đảng viên trong thời kỳ khốn khó của bao cấp, để đứng vững, không biến hóa phẩm chất cách mạng trong sáng. Thành công của vai Phương thật bất ngờ, nhưng chưa hết, chỉ một thời gian ngắn sau, Tất Bình lại được đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh mời đóng vai chính trong phim Thị Xã Trong Tầm Tay. Đó là một vai nhà báo tên Vũ, đầy tâm trạng đấu tranh nội tâm khi đứng trước cuộc chiến tranh biên giới đã xảy ra trước đó. Thị Xã Trong Tầm Tay cũng là một bộ phim đầu tiên lấy bối cảnh cuộc chiến tranh biên giới là đề tài chính. Đồng thời với điện ảnh, nhân vật Vũ cũng là vai nhà báo đầu tiên có đời sống mang âm hưởng của sự đổ vỡ của cuộc chiến tranh. Đây là một vai rất vang dội của Tất Bình trong liên hoan phim năm 1983. Điều đặc biệt là cả hai phim mà Tất Bình đóng vai chính đều được giải cao: Bông Sen Vàng và Bông Sen Bạc. Đạo diễn chuyên ăn mì gói sống và tái xuất diễn. Từ thành công liên tiếp trong điện ảnh, nghệ sĩ Tất Bình có những bước chuyển mình bứt khỏi sân khấu. Trong giai đoạn này, đang là diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ, nhưng Tất Bình lại nổi tiếng và đóng góp nhiều cho điện ảnh. Anh bùi ngùi nói với tôi, đành phải rời sân khấu vì lòng say mê với bộ môn nghệ thuật mới. Hơn nữa, trong cuối thập niên 80, tình trạng sân khấu cũng bị ảnh hưởng của đời sống thị trường nên gặp rất nhiều khó khăn. Nghệ sĩ Tất Bình chia tay với nhà hát Tuổi Trẻ trong lòng hết sức bối rối. Chân trời mới đang đón chờ anh. Bài hát quen thuộc anh đã hát tặng nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, người vợ xinh đẹp của mình, với lời ca: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay." Một hình ảnh tuyệt vời về người vợ tài ba của anh luôn tạo điều kiện cho chồng được cất cánh bay cao. Sau này, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương trở thành đoàn trưởng kịch hình thể của nhà hát Tuổi Trẻ. Đầu năm 1991, nghệ sĩ Tất Bình rời xa ánh đèn sân khấu, chuyển sang hãng phim truyện Việt Nam. Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Tất Bình đã tái xuất trên màn ảnh nhỏ trong tập 8 của Mặt Nạ Gương và vai ông Lãm, ông nội của nhà văn Hoa. Do diễn viên Lương Thu Trang đóng vai, nghệ sĩ ưu tú Tất Bình được khán giả yêu mến khi thể hiện được sự sâu sắc của một người lớn tuổi, đầy trải nghiệm và cũng theo nghiệp viết tương tự cháu gái. Đây cũng là vai diễn trở lại của nghệ sĩ ưu tú Tất Bình sau nhiều năm vắng bóng. Trước đây, ông từng nổi tiếng trong vai trò đạo diễn, diễn viên tài năng. Một số bộ phim từng có sự tham gia của ông có thể kể tên là Huyền Sử Thiên Đô, Người Đi Tìm Dĩ Vãng, Trăng Trên Đất Khách, Những Người Sống Quanh Tôi.
Chuyện tình đẹp và nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, em bé Hà Nội. Ngoài một sự nghiệp thành công, nghệ sĩ ưu tú Tất Bình còn có gia đình viên mãn bên cạnh bà xã là nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Cả hai đến với nhau khi đều đã từng trải qua những va vấp trong hôn nhân. Nghệ sĩ ưu tú Tất Bình khi đó đã có hai con gái và nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cũng đã có một con gái sang Đức sống với bố. Tình yêu đã giúp họ có thể kết nối với nhau và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thời điểm đó, ông xã vẫn chưa nổi tiếng, nhưng Lan Hương thì đã gây tiếng vang với em bé Hà Nội. Ban đầu, cả hai chỉ ở trong căn nhà 7m2, sau chuyển sang ngôi nhà 40m2, rồi chắt chiu dành dụm, chuyển vào được ngôi nhà 5 tầng. Trong gia đình, nghệ sĩ Tất Bình là người rất yêu thương, chiều chuộng vợ. Vợ là người thích ăn cá nhưng hay bị hóc xương nên ông tỉ mẩn gỡ từng chút cho vợ. Cũng theo lời nghệ sĩ nhân dân Lan Hương trong một bài phỏng vấn, anh Bình chăm lắm, anh làm tất cả các việc, việc xã hội, việc nhà, Hương chả mấy khi phải động tay vào. Ông luôn chiều chuộng, dễ tính và chưa bao giờ to tiếng với vợ. Trong bộ phim Những Người Sống Quanh Tôi, nghệ sĩ Tất Bình làm đạo diễn, còn Lan Hương lại đóng vai chính trong phim. Cô đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam. Tháng 7 năm 2021 vừa qua, đôi vợ chồng đã chuyển nhà để lựa chọn một nơi yên tĩnh hơn vì cuộc sống cũ đã bị xáo trộn bởi sự ồn ào của hàng hóa, sự tấp nập của ô tô vận tải. Ở tuổi hưu, cặp đôi tìm đến sự bình yên và tận hưởng, hài lòng với cuộc sống đang có.